Vâng, thưa quý vị, là trong tiểu mục Chuyện làng chuyện nước ngày hôm nay thì như quý vị cũng thấy, chúng ta có một vị khách mời rất quen thuộc, đó là nhà báo Hoàng Trọng Thủy, và xin cảm ơn nhà báo đã tham gia chương trình ngày hôm nay với chúng tôi. Để mở đầu cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì có lẽ là xin mời nhà báo Hoàng Trọng Thủy cũng như là quý vị khán giả chúng ta nhìn lên màn hình. Ở đây chúng ta thấy có 3 thùng rác khác nhau đúng không ạ? Với 3 màu sắc khác nhau, và trên mỗi thùng rác thì đều có những cái nhãn dán chúng ta có thể rất dễ dàng đọc, đó là rác thường này, rác độc hại và rác tái chế. Thật ra là những cái hình ảnh này thì cũng không còn xa lạ đối với người dân của chúng ta nữa. Nhưng mà chúng ta thấy có một điều rằng là đã có rất là nhiều những cái quy định, những việc mà chúng ta tuyên truyền tới người dân về cái việc là chúng ta phải phân loại rác thải sinh hoạt. Tuy nhiên thì trong nhiều năm nay thì có lẽ là thói quen của người dân vẫn chưa được thay đổi nhiều, và chúng ta thấy rằng rõ ràng là cái việc này vẫn chưa thật sự hiệu quả. Vâng, không nói đâu xa, ngay ở chung cư nơi tôi đang sinh sống thôi, thì mặc dù ban quản lý tòa nhà thì liên tục nhắc nhở, tuyên truyền người dân là phải phân loại rác thải ra, nhưng thực tế rác thải nhựa hay là thức ăn bỏ đi, hay còn gọi là rác thải hữu cơ đấy ạ, vẫn được người dân bỏ chung vào một túi. Thậm chí nhiều lần thì các nhân viên lao công còn nhặt được các rác thải nguy hại như là vỏ thuốc này, thậm chí là một số rác thải y tế để chung với nhau nữa. Vâng, không chỉ là cái câu chuyện về rác thải ở thành phố đâu ạ, ở nông thôn thì cũng vậy. Rác thải nông thôn thì cũng nóng không kém gì cái tình trạng là rác thải đô thị. Mới đây nhất, theo luật bảo vệ môi trường năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 thì là chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân là phải được phân loại theo các nhóm chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, chất thải thực phẩm, chất thải rắn sinh hoạt khác, và cơ sở thu gom vận chuyển cũng có quyền là từ chối thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt của các hộ gia đình, của các cá nhân không phân loại, không sử dụng bao bì đúng với quy định, và thông báo lại cho cơ quan có thẩm quyền để có thể kiểm tra, có thể xử lý ạ. Vâng, và tuy nhiên thì hôm nay đã là ngày 3 tháng 1 năm 2022 rồi. Việc phân loại rác thải từ các hộ gia đình ở các khu phố ở thành phố Hà Nội, cá nhân tôi thì thấy vẫn còn khá là nhiều cái sự bất cập và lộn xộn. Nhưng điều mà chúng ta sẽ bàn ở đây ngày hôm nay là liệu có thể thay đổi thói quen của người dân trong một sớm một chiều được hay không, khi mà việc phân loại rác nhiều năm nay vẫn chưa được thực hiện. Rác phân loại xong sẽ xử lý như thế nào để đạt được hiệu quả? Và câu trả lời sẽ có trong phần trò chuyện ngày hôm nay với nhà báo Hoàng Trọng Thủy. Và trước tiên xin được mời chuyên gia cũng như là quý vị khán giả chúng ta cùng theo dõi một tổng hợp ngắn ngay sau đây của chúng tôi. Ghi nhận tại một số khu dân cư đô thị tại Hà Nội cho thấy, người dân vẫn chưa phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020. Do rác thải không được phân loại từ nguồn, có nhiều loại rác thải rắn, nguy hại, lẫn trong rác thải sinh hoạt, khiến công nhân thu gom gặp rất nhiều khó khăn, tiềm ẩn rủi ro lao động. Theo khoản 1 điều 75 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2025, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân được phân loại theo nguyên tắc như sau. Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, chất thải thực phẩm, chất thải rắn sinh hoạt khác. Khoản 2 điều 77 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 quy định, cơ sở thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt có quyền từ chối thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân không phân loại, không sử dụng bao bì đúng quy định và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng bao bì của chất thải rắn sinh hoạt khác theo quy định tại điểm C khoản 1 điều 75 của luật này. Như vậy, với quy định này, chia thành hai trường hợp sau. Trường hợp 1, cơ sở thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đã có thông báo yêu cầu hộ gia đình, cá nhân phải phân loại rác, sử dụng bao bì đúng quy định. Nhưng hộ gia đình, cá nhân không thực hiện đúng thì họ có quyền không thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp 2, cơ sở thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt không có thông báo yêu cầu hộ gia đình, cá nhân phân loại rác, sử dụng bao bì đúng quy định, hoặc trong một số trường hợp đặc thù, hộ gia đình, cá nhân không thể hoặc khó khăn trong việc phân loại rác và hai bên đã thỏa thuận cho phép hộ gia đình, cá nhân không cần phải phân loại rác nhưng trả thêm tiền cho cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn, thì hộ gia đình, cá nhân sẽ không bị coi là vi phạm và không bị xử phạt. Theo khoản 6, điều 77 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, chủ dự án đầu tư, chủ sở hữu, ban quản lý đô thị mới, chung cư cao tầng, tòa nhà văn phòng phải bố trí thiết bị, công trình lưu trữ chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với các loại chất thải theo quy định tại khoản 1 điều 75 của luật này. Tổ chức thu gom chất thải từ hộ gia đình, cá nhân và chuyển giao cho cơ sở thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt. Căn cứ khoản 4 điều 20 Nghị định 155/2016 NĐ-CP, nhà chức trách phạt tiền từ 15 tới 20 triệu đồng với cá nhân, hộ gia đình có hành vi không phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo quy định.
Theo nhà báo Hoàng Trọng Thủy, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 thì luật có quy định là hộ gia đình phải phân loại rác thải, và cái luật này thì có ý nghĩa như thế nào trong công tác là xử lý rác thải mà nhiều năm nay thì chúng ta vẫn luôn luôn nói rồi. Đấy là một cái vấn đề mà khá nhức nhối tại nước ta, thưa nhà báo. Về luật thì tôi cho nó có 4 ý nghĩa. Cái ý nghĩa thứ nhất đó là nâng cao cái nhận thức của từng người dân và thay đổi cái hành vi của người dân trong cái việc cái là gom rác và xử lý rác. Cái điều thứ hai nữa là luật nó quy định mà nó ràng buộc cái trách nhiệm của người công dân, nghĩa vụ của mình đối với gia đình, đối với cộng đồng và đối với cả cái sự nghiệp mới là bảo vệ cái môi trường của nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Cái điều thứ ba, cái ý nghĩa thứ ba nữa ấy, đó là nó nâng lên cái tính trách nhiệm và tự giác của mỗi con người, thì nó làm cho cái tinh thần tự chủ và tự quản ở cộng đồng thôn xóm nó bền vững hơn. Và nó sẽ hình thành được một cái mô hình mới mà ở đó cái con người tự làm chủ. Và điều cuối cùng nữa là việc gom rác, xử lý rác, phân loại rác thì nó sẽ góp phần làm cho cái môi trường của nông thôn xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững của cái kinh tế nông thôn nó được tốt hơn. Vâng, như nhà báo Hoàng Trọng Thủy thì cũng đã theo dõi với tổng hợp ngắn của chúng tôi rồi. Rõ ràng là luật thì đã có hiệu lực, tuy nhiên là cái thời điểm này thì vẫn phóng viên của chúng ta thì vẫn ghi nhận cái tình trạng đó là người dân thì vẫn chưa tiến hành việc phân loại rác, và thậm chí thì nhiều người dân còn chưa biết đến cái quy định này. Không biết là nhà báo Hoàng Trọng Thủy thì nhận định sao? Tôi cho nó có 3 lý do chính. Cái lý do thứ nhất ý, là chúng thấy là ngay từ khi xây dựng cái luật này thì chúng ta thấy là người dân ít được thảo luận, người dân ít được tham gia, cho nên người ta cũng đón nhận nó một cách rất hết sức cái là chủ động. Mà có thể nói rằng là bất cứ một cái luật nào mà khi có quan hệ đến cái thay đổi cái hành vi của người dân mà người dân đã được cái nghe trước, đóng góp ý kiến của mình vào, thì đó là cái sự ghi nhớ lần thứ nhất. Đến khi triển khai luật nó là ghi nhớ lần thứ hai. Lần thứ nhất là chúng ta thấy là gần như là rất là ít, và thậm chí là có nơi không tổ chức được. Cái điều thứ hai nữa là khi mà người ta đã không được tham gia rồi thì chúng ta thấy cái tình trạng hiện nay là thu gom góp rác đấy là của các tổ hợp tác hoặc cái là tổ rác hoặc hợp tác xã thu gom rác, thì người ta thấy là từ trước đến bây giờ người ta cứ để nó vào một túi, cơ mà hoặc là người ta có chia ra nó thành 3 cái loại gọi là rác thường này, rác nguy hiểm này và rác như vậy là tái chế, thì cuối cùng đem ra thì cũng đổ lên cùng một xe, nó có khác gì nhau đâu. Thế rồi là khi đem lên một xe nó chẳng khác gì nhau, thì ở nông thôn thì chúng ta thấy là thường như là xây lên một cái bãi, xây rào chung quanh lên, thế xong nó đổ nó vào là một chỗ, chứ nó cũng không có thể là cái nào là tái chế nhặt riêng ra, cái nào là nguy hiểm bỏ riêng ra. Như vậy là rõ ràng là cái khâu tổ chức và cái cách thức của chúng ta nó không bài bản ngay từ đầu, cho nên là cái hành vi thay đổi của người dân, người ta cảm giác nó không nhằm được đến cái đích mà như chúng ta đã nói, cho nên là người ta chưa chán. Cái điều thứ ba nữa thì chúng ta thấy là cái tuyên truyền luật, thì đáng lẽ ra những cái đợt mà chúng ta làm có cái tính đại chúng như thế này thì nó phải cần có một cái đợt hoạt động mạnh để như vậy là tạo ra một cái ấn tượng ban đầu. Gần như là chúng ta đang cứ nói về Covid, cơ mà chúng ta đã thấy rất ít, không có một cái hình ảnh nào của những cái đội quân áo xanh tình nguyện là thanh niên đến như vậy là giúp cho từng gia đình và hướng dẫn cho người ta. Mà nó chỉ là mỗi một cái đợt mùa hè thôi, mà tôi cho là lực lượng đó và hôm nay chúng ta làm được. Cái điều nữa là chúng ta phải nhìn nhận này, tôi đi từ quận Bắc Từ Liêm sang đây, có nghĩa là đi từ Tây thành phố mà sang đến Đông thành phố, tôi không thấy một cái bóng, một cái băng rôn nào, một cái khẩu hiệu nào, một cái áp phích nào để nói như vậy là chúng ta đã thi hành cái luật này và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Thế rồi là tôi cũng có đọc lượt các cái báo in ở trong ngày, tôi thấy hầu như là không có anh nào đưa tin, hình như là chỉ có chúng ta đưa tin trong ngày hôm nay thôi. Rõ ràng như vậy là cái công tác tuyên truyền của chúng ta ít. Như vậy là luật đã có hiệu lực thi hành nhưng nó chưa tạo được một cái dấu ấn trong cái nhận thức của người dân, từ đó cho nên là cái hành vi của người ta lại cũng giữ lại cái thói quen đấy thôi. Vâng ạ, chúng ta thấy rằng là phân loại rác mặc dù là chúng ta cũng đã có những quy định trong văn bản pháp luật rồi, nhưng mà thật ra chúng ta cũng phải nhìn lại về cái thói quen của người dân Việt Nam của chúng ta trong việc cái hình thành thói quen phân loại rác, cũng giống như là ngày trước chúng ta tuyên truyền cái việc mà đội mũ bảo hiểm ạ. Thế là chúng ta cần phải có thời gian để người dân thích nghi, người dân thay đổi cái thói quen đó. Và tất nhiên là chúng ta không thể nào mà thay đổi trong một sớm một chiều được, kể cả có mức xử phạt thì khó có thể thực hiện được. Và nhà báo thì nghĩ sao về ý kiến này ạ? Vâng, ở đây thì tôi cho là cái việc cái mà lấy cái luật đấy là đội mũ bảo hiểm để mà chúng ta tham chiếu vào trong cái luật này thì thấy nó cũng có lý và nó khá đồng dạng với nhau. Nhưng nó có một cái điểm khác một chút,
đó là cái đội mũ bảo hiểm thì cái người xử lý lại là lực lượng cảnh sát giao thông. Thế còn cái này mà xử lý ấy, thì gần như là chúng ta thấy như vậy là ông thôn trưởng không có quyền xử lý, mà không ông chủ tịch xã nó xuống xử lý cái này. Và cái thứ ba nữa là gì, cái người thu gom rác thì chưa đủ cái sự dũng cảm thì tôi chối từ cái người mà anh lại không phân loại nó ra. Cho nên chúng ta thấy rằng đây là nhưng nó cùng chung lại một điểm, khi đã nói đến nhận thức và thay đổi hành vi thì nó phải cần như vậy, là nó phải cần là một quá trình, và người ta phải cảm thấy cái lợi ích của họ ở trong những cái việc đó thì nó sẽ trở thành động lực và nó trở thành cái tự giác của mỗi người. Như vậy là rõ ràng đây là cái việc cái mà thay đổi một cái thói quen của một con người, trước hết nó phải tạo ra được một cái sự thường trực ở trong đầu người ta, đó là rác nguy hiểm thì nó gây nguy hiểm cho con người, thì như vậy là chúng ta phải bỏ riêng ra. Cho nên là từ cái bóng chai, bóng đèn hoặc cái là bóng điện bị vỡ thì người ta có thể là đóng ra một cái túi riêng, người ta để đó. Có thể là đôi ba năm ngày hoặc là thậm chí nửa tháng người ta gom lại rồi người ta chuyển, nó cũng không sao. Nhưng đặc biệt nó là cái rác hữu cơ hay là rác như vậy là chúng ta thấy như vậy là rất rất dễ bốc cái mùi hôi thối đi. Thì người ta có thể là ý thức được. Thế nhưng mà cái rác tái chế tôi nói nhất là cái loại nhựa hiện nay là dùng tương đối nhiều. Thế nhưng mà người ta như vậy là vẫn cứ gom vào một chỗ. Như vậy là cái thói quen này nó tạo nên một cái sự phản xạ. Và chắc chắn rằng là khi mà cái luật đã ban hành, nhưng nếu như là chúng ta được giám sát, chúng ta được hướng dẫn kỹ, và đối với lại từng hộ của gia đình mà người ta lại có những cái thùng mà được cái sự hỗ trợ, được cái sự hỗ trợ của nhà nước hoặc cái là của cái địa phương đó, hoặc cái là trong một cái phần quỹ, hoặc cái là cái phần mà người ta đóng góp vào cái môi trường đấy mà điều tiết trở lại cho người dân, người ta cảm thấy như vậy là đã có sự quan tâm và mình phải đáp ứng với cái điều gì đó đối với cái sự quan tâm đó, thì cái hành vi của người ta sẽ thay đổi cho tốt hơn. Như vậy là rõ ràng là về nhận thức, về vật chất, về sự sát sao của chính quyền và cái thái độ của người thu gom rác, nhưng mà người ta nhắc nhở thì chắc chắn như vậy là nó sẽ có sự chuyển biến, và tôi tin rằng đấy là nó cũng sẽ là đi từng bước được. Và nếu như mà chúng ta làm nghiêm như đội mũ bảo hiểm thì chắc chắn là cái luật của chúng ta sẽ thành công. Vâng, xin được chia sẻ thêm với nhà báo Hoàng Trọng Thủy cũng như là quý vị khán giả. Là trong luật bảo vệ môi trường năm 2020 thì điều 79 có quy định như thế này: trường hợp hộ gia đình cá nhân không phân loại hoặc là phân loại không đúng theo quy định của điều 75 thì sẽ phải chi trả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý như là đối với chất thải rắn sinh hoạt khác. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái phân loại rác mà cái việc này thì nó không quá là phức tạp. Như là gia đình nhà tôi thì đã có một cái thói quen từ lâu, đó là phân loại rác thải rồi. Trong nhà tôi thì chia ra làm hai thùng rác thải, một là để đựng rác vô cơ và một là để đựng rác hữu cơ. Và dần dần thì cũng đã trở thành một cái thói quen đối với con cái của mình. Hộp sữa thì sẽ bỏ vào hộp rác vô cơ, còn vỏ của loại trái cây thì sẽ bỏ vào cái hộp rác hữu cơ. Và không biết là nhà anh Hoàng thì có một cái thói quen như nhà tôi hay không? Thực sự thì phải thừa nhận là nhà tôi thì chưa có cái thói quen như là nhà chị Tú Anh. Và chúng ta có thể nhận thấy một điều, đó là hình thành thói quen phân loại rác thải thì không những bảo vệ môi trường mà còn rèn luyện cho chúng ta nữa, con cái chúng ta có ý thức sạch sẽ cũng như là ý thức bảo vệ môi trường sống hàng ngày hơn từ nhỏ, phải không ạ? Và ở nông thôn thì các địa phương đang xây dựng nông thôn mới theo chương trình mục tiêu quốc gia đã thực hiện việc phân loại rác từ vài năm trước đây rồi. Vâng, tôi còn nhớ là VTC 16 của chúng ta thì cũng đã có những phóng sự chia sẻ về những câu chuyện tương tự như này, đúng không ạ? Ở các làng quê, trong cái quá trình xây dựng nông thôn mới thì tiêu chí bảo vệ môi trường nông thôn là một cái tiêu chí vô cùng quan trọng. Và ngay bây giờ xin mời nhà báo Hoàng Trọng Thủy cũng như là quý vị khán giả hãy cùng ghé thăm một xã nông thôn mới kiểu mẫu, họ đã thực hiện việc bảo vệ môi trường cũng như là phân loại rác thải rất là tốt, và họ làm cụ thể như thế nào thì xin mời theo dõi sau đây. Ban hành các văn bản hướng dẫn nhằm cụ thể hóa tiêu chí môi trường, hướng dẫn các xã, thị trấn vận hành các lò đốt rác hợp vệ sinh, tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện thói quen phân loại vô cơ và hữu cơ để giảm gánh nặng cho quá trình xử lý rác thải. Cấm đổ rác bừa bãi xuống sông, hành vi sai phạm này sẽ bị xử phạt từ 250.000 đến 500.000 đồng một lần. Đây là quy định do Ủy ban Nhân dân xã Hải Quang xử phạt những cá nhân nào đổ rác xuống kênh rạch. Bởi xã Hải Quang là một địa phương có nhiều con sông nhỏ, kênh rạch chạy dọc theo đường làng ngõ xóm cho tới đường nội đồng. Nguồn nước sông ở đây có vai trò chiến lược phục vụ công tác thủy lợi trong nông nghiệp. Vì thế, nếu như vứt rác bừa bãi sẽ khiến cho dòng sông bị ô nhiễm, sức khỏe của người dân bị ảnh hưởng. Đặc biệt là nguồn thủy hải sản cũng như cây trồng nông nghiệp sẽ bị tác động nghiêm trọng bởi rác thải. Vì thế, quy định xử phạt đã được đưa ra để khuyến khích mọi người nên giữ gìn cảnh quan môi trường xung quanh. Tế đã đưa các cái quy định đó để gian đe là chính. Nhưng thực tế là chúng tôi cũng chưa xử lý một cái trường hợp nào. Đấy.
bởi vì cái ý thức người ta cao rồi, người ta có nỡ tay, người ta có nỡ tay thì người ta nhắc nhở một lần, kết hợp nhất là cái tuyên truyền trên cái hệ thống đo đạc. Thế chứ còn bảo bây giờ mà cứ là không công tác tuyên truyền mà kém thì mình cứ đi mình tìm những cái người đó mình xử lý, thì thực tế là nó nhiều cái nó cũng không thuận lợi cho công tác lãnh đạo điều hành. Đấy, chủ yếu là cái biện pháp mà tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, rồi là ngăn ngừa những cái tình trạng đó và có thể nhắc nhở và xử lý kịp thời. Tôi hài lòng cái là đi đâu thì về quê xã mình thì có một cái cảnh quan nó sạch sẽ như thế này. Tôi cũng rất mong là các nơi là cũng cố gắng là thi đua để làm cho trên toàn nước mình là đều coi là có một cái đường làng như huyện chúng tôi. Trong giai đoạn 2020-2025 sẽ có rất nhiều địa phương tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu để phát triển bền vững như xã Hải Quang, huyện Hải Hậu, Nam Định. Vâng, thưa nhà báo Hoàng Trọng Thủy, chúng ta thấy rằng là phân loại rác thải ở nông thôn thì là nằm trong tiêu chí là xây dựng nông thôn mới rồi. Đây là một cái tiêu chí rất là quan trọng và được đánh giá là địa phương đó có về đích nông thôn mới hay không. Và nhà báo Hoàng Trọng Thủy thì nghĩ sao về câu chuyện này ạ? Nông thôn và thành thị. Chúng ta biết là trong cái xây dựng chương trình nông thôn mới trong 10 năm vừa qua, gần như là trong cái tổ chức từ thực hiện, thì chúng ta nghiêng quá lớn để xây dựng cái cơ sở hạ tầng. Thế còn lại cái tiêu chí về xây dựng thiết chế về văn hóa hoặc là xây dựng cái đời sống văn hóa cơ sở với lại môi trường thì gần như là chúng ta thấy nó có những cái bước đi không đều nhịp và khập khiễng. Cho nên chính hai cái tiêu chí này thì lại đạt như vậy là thấp nhất trong cái tỷ lệ bình quân. Thế thì như vậy là cái cách thức tổ chức của chúng ta nó đã chủ quan và cái hướng vào cái giải quyết về môi trường. Tôi cho là từ lãnh đạo cho đến là các cái văn phòng điều phối trung ương, văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới ở cấp tỉnh, ở cấp huyện thì chúng ta thấy là nó có vẻ là quay nhẹ. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta đã nói đến cái thu gom và xử lý rác và môi trường thì chúng ta thấy là môi trường nó có tính cộng đồng. Và không phải là chỉ có độc cộng đồng ở nơi này mà nó còn liên quan đến cộng đồng của nơi khác. Thậm chí nếu là các xã thì nó lại liên quan đến cái xã khác nữa. Do vậy như vậy là cái sự phối hợp giữa với là cấp ủy chính quyền của địa phương này với địa phương khác, ở thôn này với thôn khác, thì chúng ta thấy là cái cách làm ấy là còn nhìn nhau. Thứ hai là mạnh anh nào anh ấy làm. Cho nên nó dẫn đến là cái người làm mạnh, làm tốt thì cái địa phương đó là còn tương đối tốt. Nhưng khi nó thải ra, nó để ra một chỗ thì cái nơi kia nó lại bị ảnh hưởng. Thế là do vậy như vậy là người ta mà lại không có một cái sự giải quyết chính đáng hợp pháp luật của Ủy ban Nhân dân ở cái cấp xã. Nó dẫn đến cái tình trạng là thôi thì tôi làm mãi thì tôi cũng chán. Thế là bắt đầu là nó hòa cả làng với nhau. Tôi cho đây là một cái yếu tố nó xảy ra rất nhiều ở trong cái khu vực nông thôn. Và cái điều cuối cùng thì chúng ta thấy rằng ấy là trong xét duyệt xây dựng nông thôn mới thì tôi được biết là rất nhiều xã là chưa xong cái tiêu chí xây dựng xử lý vấn đề môi trường nhưng lại được như vậy là cái đội ngũ có thẩm quyền, cơ quan có thẩm quyền xét thì cho nợ. Nợ xong thì không trả, thế là nó kéo dài cho đến bây giờ. Như vậy là rõ ràng đấy là mặc dù là đã là được về trong đặt ở trong cái mục tiêu xây dựng nông thôn mới nhưng là chúng ta một là còn quay nhẹ, thứ hai nữa là chúng ta thiếu kiên quyết. Và cái thứ ba đó là cái tính cách của chúng ta làm nó thiếu triệt để cho nên nó chưa tạo ra một cái sự lớn. Và người ta cần quay trọng hình thức nhiều hơn. Tôi nói ví dụ như tại sao làm được trồng được những cái con đường hoa. Nhưng đến khi như vậy là thu gom rác thì lại không khó thực hiện được. Có lẽ là những cái công việc này thì tôi cho vẫn là cần phải có sự thay đổi tư duy của người lãnh đạo. Và thay đổi kể cả hành vi của người lãnh đạo trong quá trình tổ chức thực hiện thì mới có thể chuyển biến được. Chúng ta hướng đến cái việc là giải quyết vấn nạn rác thải hữu cơ tại vùng nông thôn thì nó không đơn giản một chút nào, đặc biệt là tại những cái vùng sản xuất chuyên canh rau màu lớn. Không biết là nhà báo Hoàng Trọng Thủy thì nghĩ sao và có thể đưa cho chúng tôi một số vài những cái ví dụ điển hình. Chúng ta biết rằng là ví dụ như bà con đồng bào ở Bắc Cạn ở một số những cái vùng như là trồng cam, ví dụ như là trồng lúa, ví dụ như là trồng cây thảo quả, là người ta là trồng chuyên canh thì người ta lại sử dụng những cái này rất tốt từ hộ. Bởi vì người ta đem những cái rác hữu cơ đó. Thế người ta cộng với lại cái men vi sinh hiện nay là chế biến sẵn. Thế sau đó là người ta nếu mà nhà nào mà nghèo mà nhỏ ấy, thì người ta dùng những cái thùng này. Mà thậm chí có người lại còn treo cái thùng đó ngay trên cái bờ tường của mình.
để như vậy là người ta phân loại, người ta cho vào đó, trong người ta cho men vi sinh vào, thì người ta ủ vào trong vòng 3 tháng hoặc là 6 tháng, mà nếu lớn nữa thì người ta sử dụng như vậy là từ 6 tháng cho đến 1 năm. Thì người ta như vậy là sẽ trở thành là cái phân bón hữu cơ, người ta bón cho cây quả nó rất là tốt. Ví dụ như là lớn nữa, mà một cái vùng sản xuất lớn nữa, tôi nói như là vùng cà phê của 4 cái tỉnh Tây Nguyên, hoặc là ở nơi Sơn La, đấy là đồng bào dân tộc thiểu số, thì người ta lại dùng cái vỏ cái cà phê đó, và người ta cũng trộn với lại như vậy là phân trâu, phân bò, thế rồi là cỏ, rồi là dạ. Thế xong rồi người ta mới cho men vi sinh và người ta ủ ở trong vòng 6 tháng. Người mà có điều kiện thì người ta xây bể, người ta xây hầm biogas lớn lên. Thế mà người không có thì người ta như vậy là xây bao quanh, rồi người ta giải bạt xuống dưới, rồi người ta ủ và người ta đậy lên. Như vậy có thể là người ta tận dụng bằng một cách rất là hợp lý, rất là sạch sẽ, và nó trở thành cái đầu vào của trong sản xuất nông nghiệp. Mà đặc biệt đối với cái vùng cây ăn quả, thì như vậy là cái phân bón hữu cơ này nó đang là một cái xu thế, và cái sản phẩm của nó thì lại gắn được với thị trường. Chúng ta thấy là ở xã Hải Quang, Hải Hậu, Nam Định thì là một cái xã rất là điển hình trong cái quá trình xây dựng nông thôn mới, và người nông dân thì cũng đã hình thành một thói quen phân loại rác thải hữu cơ thì đóng một vai trò quan trọng như thế nào đối với quá trình sản xuất nông nghiệp ạ, thưa nhà báo Hoàng Trọng Thủy? Tôi cho cái lợi ích đầu tiên của nó là nó tiết kiệm được hạ được cái chi phí đầu vào trong sản xuất. Khi giá phân bón của chúng ta đã lên rất cao, thì nó là cái phân bón hữu cơ nó được tận dụng, thì chắc chắn nó là đầu vào cho sản xuất nó hạ đi. Cái lợi ích thứ hai nữa là khi phân bón hữu cơ mà được bón cho cây và ở trên đất, thì chúng ta thấy rằng cái làm cho cái đất nó tăng cái dinh dưỡng của cái đất lên. Như vậy là rõ ràng là đối với lại trong cái sản xuất nông nghiệp, không những là cho đất, không những là tiết kiệm của đầu vào, không những là làm cho cái sản phẩm đó đẹp hơn, chất lượng cao hơn và tăng cái giá trị gia tăng, cơ mà nó còn làm cho ấy là cái môi trường sản xuất nông nghiệp ấy là của chúng ta như vậy là nó sạch, và thứ hai nữa là nó bền vững hơn, và đó cũng chính là cái mục tiêu phấn đấu mà cái nền nông nghiệp của chúng ta trong năm 2022 là chúng ta sẽ đẩy mạnh lên, đó là một cái nền nông nghiệp sinh thái, một cái nông thôn văn minh, thì nó chính là cái yêu cầu của tác dụng của nó là như vậy. Vâng, như ban nãy thì nhà báo Hoàng Trọng Thủy cũng đã chia sẻ rằng thực tế thì chúng ta có rất nhiều những cái mô hình những người nông dân đã sử dụng chế phẩm vi sinh kết hợp với cả rác hữu cơ để có thể cho ra những cái loại phân bón hữu cơ rất là tốt. Tuy nhiên thì những cái điểm mô hình như vậy thì vẫn chưa được nhân rộng lên nhiều. Và nhà báo có thể chia sẻ thêm là làm cách nào để chúng ta có thể nhân rộng ngày càng lớn những cái mô hình như vậy? Trước hết đấy là phải tập trung vào 5 cái giải pháp căn cơ. Cái giải pháp thứ nhất đấy là phải tuyên truyền để cho người dân biết là luật này đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Mà khi luật đã có hiệu lực rồi thì mọi người hãy chủ động làm sạch nhà, sạch vườn, sạch ngõ, còn cộng đồng ấy là sạch đường, sạch làng và sạch nơi công cộng. Và khi người ta đã biết rồi thì chắc chắn như vậy là cái hành vi để mà thực hiện cái trách nhiệm của mình nó cũng sẽ tốt hơn. Như vậy là công tác tuyên truyền là phải đi trước. Cái điều thứ hai nữa đó là anh phải những cái người thu gom rác ấy, người trực tiếp nhất là phải có đủ cái lòng dũng cảm. Ở đây tôi phải nói đến cái dùng cái lòng dũng cảm, có nghĩa là người ta sống ở trong cái cộng đồng đó, nó còn quá nhiều cái mối ràng buộc anh em và họ hàng, không nỡ người này lại từ chối người kia. Nhưng khi đã thực hiện luật rồi mà luật cho quyền anh được chối từ những cái như vậy là rác mà khi anh thu gom và anh để nó không đúng thì tôi chối từ, tôi không thu mua, tôi không thu. Và nếu như anh cứ còn để lại trong gia đình nhà anh làm ảnh hưởng đến cái môi trường xung quanh, điều luật cho phép phạt. Thì như vậy là rõ ràng là chúng ta thấy là người thực thi vừa thuyết phục, vừa nhắc nhở, cứ mà cũng đồng thời là chối từ một cách dứt khoát, vì đó nó là luật. Thì tôi cho nó sẽ góp phần để làm cho cái hành vi của con người nó thay đổi theo. Có thể ban đầu nó dẫn đến một cái sự giận dỗi, chê bai gì đó, nhưng chắc chắn thấy lợi ích thì người ta sẽ nhận ra. Thì tôi cho đấy là cái giải pháp thứ hai. Cái giải pháp thứ ba nữa ấy là phân loại của từng gia đình ra. Những người mà có điều kiện thì hướng dẫn cho người ta mua vật tư nào, ở đâu và sử dụng nó như thế nào. Và những cái người mà ít thì có thể là nghèo thì có thể là anh sử dụng một vài thùng. Thế còn lại là anh có thể là anh làm. Và thậm chí như vậy là lớn hơn nữa đối với những cái hộ, đặc biệt là trang trại, với những cái hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi mà người ta có diện tích lớn. Thì như vậy là phải hướng dẫn người ta là gì? Một đấy là xây hầm, xây bể để mà anh gom những cái loại phân gia súc, gia cầm. Thứ hai nữa là cộng với lại cái phân hữu cơ.
thứ ba nó là bỏ vi sinh vào thậm chí là rơm rạ, và anh ủ trong vòng như vậy là 3 tháng, 6 tháng đến gần 1 năm và anh bón cho cái cây trồng. Khi mà người ta đã thu gom được đó, hạ được cái chi sản xuất và cái cây trồng nó phát triển thì rõ ràng người nông dân đã nhìn thấy cái lợi ích. Như vậy là cái việc đầu tư của hộ hiện nay đối với hộ nghèo và hộ khó khăn thì tôi cho là nên hỗ trợ những cái hộ ở đó để mà làm sao cho người ta như vậy là có thùng để mà chứa rác đủ ba loại. Các cái tổ chức đoàn thể, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, thế rồi nông dân. Như vậy chúng ta có 6 cái tổ chức đoàn thể hiện nay nằm dưới cơ sở cơ mà. Nếu như mỗi một đoàn thể mà anh xây dựng một mô hình để cho người dân người ta nhìn thấy, người ta nghe thấy cái ông chủ đó làm và người ta trông thấy như vậy là cái kết quả, thì rõ ràng cái là người ta, đối với nông dân thì chúng ta không nên nói nhiều, hãy xây dựng mô hình, người ta biết, người ta thử và đến cuối cùng thấy lợi ích thì người ta quyết định. Đó chính là cái con đường đi của truyền thông, đó là cái con đường đi để đưa luật vào thực tiễn, đó là con đường đi để mà dẫn dắt người nông dân từ bị động mà chuyển sang chủ động, và từ như vậy là cưỡng bức một lý do nào đó để chuyển sang hành vi tự giác. Đó chính là những cái biện pháp tốt nhất mà chúng ta được sử dụng ở trong nông thôn. Vâng ạ, xin cảm ơn nhà báo Hơn Trắng Thùy. Tự chung lại là việc phân loại rác thì cũng không chỉ là vấn đề của thành thị đúng không ạ, mà còn là một vấn đề rất quan trọng ở nông thôn nữa. Tuy nhiên thì ở nông thôn, việc hình thành thói quen này có thể nói là qua phong trào xây dựng nông thôn mới. Có những địa phương thì còn ra quy định là xử phạt, và nếu không phân loại rác hay là vứt rác bừa bãi có thể sẽ bị xử phạt tới 350.000 đồng một lần. Vậy ở thành phố thì các đô thị phải chăng là mỗi phường mỗi tổ cũng nên đưa ra những quy định xử phạt như thế này để người dân có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường sống của mình? Vâng, mà rác thải hiện nay chưa được các gia đình quan tâm đúng mức. Hầu hết mọi người đều quan niệm cái gì không dùng được thì vứt đi. Tâm lý người dân cho rằng việc phân loại rác là do đơn vị quản lý rác thải thực hiện. Thế nhưng với số lượng rác thải khổng lồ thu gom hàng ngày thì việc phân loại càng khó khăn hơn, gây quá tải cho các bãi rác. Việc xử lý rác thải là một vấn đề khách quan và cần thiết trong mọi hoạt động sinh hoạt và sản xuất kinh doanh của con người. Nó làm giảm nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và hạn chế tối đa các chất thải tồn đọng từ việc sinh hoạt và sản xuất của con người. Mục tiêu xây dựng và phát triển một nếp sống xanh, sống văn minh và bền vững trong cuộc sống hiện đại là phải gắn liền với ý thức hệ phân loại rác, bảo vệ môi trường. Ý thức và hành vi phân loại rác phải trở thành một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống, giống như là chúng ta hiện nay khi mà đi ra đường chúng ta phải đội mũ bảo hiểm để bảo vệ cho tính mạng của mình khi tham gia giao thông vậy. Và chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu hình thành thói quen phân loại rác từ ngay hôm nay quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn nhà báo Hoàng Trọng Thủy đã tham gia chương trình ngày hôm nay với chúng tôi.